lấy chồng ngoại quốc vẫn đang là xu hướng của một bộ phận không nhỏ phụ nữ Việt Nam. Thế nhưng, không phải tất cả các cuộc hôn nhân đều hạnh phúc. Không ít các cô dâu Việt bị chồng là người ngoại quốc sát hại. Điển hình, chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2007, đã có hai cô dâu Việt ở Cần Thơ và Kiên Giang bị chồng sát hại tại Hàn Quốc. Không chỉ bị sát hại, nhiều cô dâu Việt khác cũng đã phải tự tử vì những lý do khác nhau. Điều đó cho thấy đã đến lúc những quy định liên quan đến hôn nhân của yếu tố nước ngoài cần thay đổi. Quyền được sống và quyền công dân cũng như quyền bình đẳng của người phụ nữ trong xã hội. Vậy thì nếu cái quyền này không được đảm bảo bởi một chế tài quy định của pháp luật thì rõ ràng là về tính mạng, về nhân phẩm, về sức khỏe của người phụ nữ có thể bị xâm phạm trong tương lai. Nghị định 24 năm 2013 được Chính phủ ban hành với những quy định chi tiết, cụ thể, siết chặt thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân và điều kiện kết hôn. Trong đó quy định giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải do Sở Tư pháp địa phương thẩm tra xác minh. Việc mà qua Sở Tư pháp để xác minh cũng như là có thể sẽ phỏng vấn công dân để biết rằng là công dân sử dụng cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ý của mình để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Qua đó thì các cơ quan quản lý cũng nắm được cái tình trạng công dân của mình. Đó là những việc làm cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam, đặc biệt là các cô dâu Việt xa xứ. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là hôn nhân phải xuất phát từ tình cảm, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Anh Jan Visser là người Hà Lan. Năm 2005, anh đến Việt Nam du lịch rồi gặp gỡ chị Dương Quỳnh Chi ở Hà Nội. Sau một thời gian tìm hiểu, năm 2009, hai anh chị đã quyết định kết hôn. Trước khi kết hôn, chúng tôi đã có 4 năm để tìm hiểu và trong thời gian đó cùng sống với nhau để có thể hiểu rõ hơn về văn hóa, ngôn ngữ cũng như các vấn đề trong cuộc sống gia đình. Vì thế, việc đưa ra quyết định kết hôn là một quyết định chín chắn và đã suy nghĩ rất là kỹ. Như vậy, dù là kết hôn với người nước ngoài hay không, thì hôn nhân đều phải xuất phát từ tình cảm, trên tinh thần hiểu, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. Đó sẽ là những điều kiện cần thiết để đảm bảo hạnh phúc của mỗi gia đình và tránh được những hậu quả đáng tiếc.